Vâng, Minh Dưỡng xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Dưỡng thực hiện một cái video cho quý vị các bạn chia sẻ một phần về cách tạo tác cây phôi trên cơ sở mình demo thiết kế bố cục bản vẽ để anh em có cái nhìn tổng quát và anh em tiện cho việc nuôi những cái cành, những cái thân chi chính để làm sao có thể là thống nhất một quan điểm cũng như là nuôi cây nhanh nhất, tạo tác một tác phẩm nhanh nhất, sử dụng cái công nghệ thiết kế demo. Và có lẽ là Minh Dưỡng cũng mạo muội là chia sẻ về những gì Minh Dưỡng cũng có thể là nghĩ phải làm và cần phải làm, bởi vì cũng nói thật trong giới chơi cây, theo như Minh Dưỡng được biết thì cũng không phải ai là làm được cây, có thể nhìn được cây nhưng làm được cây thì là cả một vấn đề. Chính vì vậy Minh Dưỡng cũng muốn chia sẻ cái video này, những người nào chưa làm được cây và những người nào đã biết cây, hiểu cây nhưng để tạo tác cây thì chưa được giỏi, thì mình dựa trên những cái tác phẩm của mình có và được demo, sau đó là mình căn cứ vào những cái tổng thể chi tiết đấy để mình nuôi làm sao tạo tác nó nhanh hơn. Hôm nay mình Dưỡng chia sẻ những cái video này với cái tình yêu cây và nhiệt huyết và sự chia sẻ với cộng đồng. Mong muốn một cái điều gì ở đây mà ta quan điểm của Minh Dưỡng là chia sẻ kết nối, thì mình sẽ chia sẻ kết nối cho nhau và để biết được những cái gì cần làm nhanh nhất như thế nào, tránh trường hợp làm chưa chuẩn và làm đi làm lại. Ok, chia sẻ video này cũng có nhiều người bảo từ demo đến thực tế nó khác xa nhiều. Tôi cũng trên quan điểm là có thể là cũng một phần như thế, nhưng ta phải nhìn sâu về phương pháp. Thì tôi nghĩ là giữa demo và thiết kế và hiện trạng của cây, có thể là nhìn ban đầu thì ta nghĩ thế, nhưng về sâu cũng có thể những cái tác phẩm sau khi demo được mà nuôi đúng theo phương pháp thì cũng có thể đẹp hơn bản vẽ, hoặc là ý chí ít thì cũng phải được 70-80% theo như những cái gì mình mong muốn. Bởi vậy trong khi demo là một chuyện, nhưng căn bản các bạn lấy những cái cơ bản, những cái tiểu tiết trong cái tay chăm dăm chi cành ấy, mà nhất là cái dăm chi cành, thì các bạn có thể mỗi một ngày, mỗi một năm tháng thì ta uốn nắn thêm, ta nhìn như cái nào hợp lý ta có thể điều chỉnh nó có đẹp hơn, nhưng về bố cục là nó phải như vậy. Thế thì đi sâu vào vấn đề, một cây phôi, lấy ví dụ một cây phôi như thế này. Để demo được, chúng ta sẽ phải mất quá trình 7 bước thực hiện theo những thao tác dưới đây. Các bạn xem nhé. Ok, xong thực hiện cái việc demo thiết kế cái bố cục và bản vẽ cho cây. Cái đầu tiên mình được chia sẻ, đầu tiên là ta chụp hình
chụp cân hai mặt. Về cơ bản là mình có thể demo hai mặt hoặc bốn mặt tùy theo các bạn. Thế nhưng về cơ bản mình chỉ cần hai mặt và chụp hình hai mặt, lấy đúng cái điểm tầm nhìn, độ cân của cây. Lấy ví dụ như mình đặt đôn, mình chụp mà ngang, mình cảm thấy cái tầm nhìn hợp lý nhất là mình lấy. Tránh tình trạng khi thiết kế lên nó không đủ tầm nhìn và độ cây nó to bé, nó không vừa vặn, xa quá cũng được, thì ta nên làm sao chụp một cái tấm ảnh cân cây và tầm nhìn hài hòa nhất. Sau đó chúng ta sẽ nên phông và xóa đi cái phông, những cái không cần thiết, tiểu tiết ở đằng sau. Đấy là bước 1. Và bước 2 có lẽ là ta sẽ thiết kế bằng phần mềm, vẽ thêm những cái chi và tay, hoặc tay còn thiếu ở các điểm mà hiện hữu đã có, và căn cứ cái bố cục tổng thể để ta vẽ lên để làm sao cho hài hòa cái tổng bóng. Tổng bóng là cái bố cục của cây. Sau đó vẽ được rồi, ta sẽ bôi màu. Mình cảm thấy nó cân rồi, mình có thể bôi màu. Và tiếp đến là mình sẽ làm những cái bông răm, cái chi răm. Tiếp đến là mình sẽ làm những cái chi răm, làm sao cấy những cái chi răm hài hòa với cả cái bố cục mình đã thiết kế lên. Và tiếp đó là mình sẽ hoàn thiện một cái tác phẩm qua khoảng 7 bước mà mình vừa chia sẻ, thì ta sẽ nhìn hoàn thiện một tác phẩm. Và các bạn cứ hy vọng là các bạn như Minh Dưỡng đang làm, thì Minh Dưỡng cũng phải làm như vậy, và căn cứ từ cái đó ra thì nên một cái tác phẩm vừa ý trên cơ sở đã được demo. Và căn cứ vào cái đó thì mình thống nhất quan điểm là mình sẽ nhìn và hiểu những cái độ góc khuất của hình trên demo để mình diễn giải cái tay cành làm sao cho hợp lý. Cơ bản chúng ta phải nhìn sâu, chứ không phải nhìn thoáng qua thì nhìn nó đẹp, nhưng mà nhiều khi lại không biết là cái tay nó đóng ở chỗ nào và cái tay nó phải xuất điểm ở chỗ nào. Đấy, ta phải nhìn và mình cứ tưởng tượng một chút thì nó sẽ ra những cái điểm trong cái phạm vi bố cục gì đó thôi. Và mình dẫn ví dụ trên cơ sở tác phẩm demo này cho quý vị các bạn nắm thêm được nguyên lý. Dựa trên cơ sở có sẵn, ta sẽ căn cứ vào tổng thể của bóng của anh. Căn cứ vào tổng thể của bóng thì anh em demo sẽ nên tổng thể bố cục, và trên cơ sở ý tưởng của chủ nhân nếu có định hình trước. Lấy ví dụ như cây này, những cái gì đang có sẵn, đây là một con tử. Ví dụ như ở đây con tử này mình nhớ thấy nó không ổn lắm, cái này cũng có thể bỏ đi và chỉ lấy bên này thôi. Và trên này phần tay một đã phóng ra có như này, và thiếu đâu ta tiếp nối tiếp đó, vẽ trên cơ sở phần mềm vẽ để nên cái bóng tổng thể. Và tay hai, và có thể là những cái tay mình cảm thấy nó không cân đối, bất hợp lý, mình bỏ đi, hoặc cả cổ ngọn, để mình làm đóng những cái tay đòn ở những vị trí hợp lý nhất mà mình đã tạo được cái tổng thể bóng như vậy. Chính vì vậy sẽ nên những cái cơ bản là những cái vị trí để mình thể hiện được tất cả những cái vị trí tay đòn chi răm đúng những cái điểm mình cần trên cơ sở nền mình đã sẽ chọn một cái tổng thể của bố cục của cây. Ok, chia sẻ đến cho các bạn biết và lắm được ví dụ như cây này. Không căn cứ gì, mình có thể xét thấy
cái chỗ mà nó đang có mà nó sâu quá thì mình cắt đi. Vâng, cũng như là các bạn cây hoàn thiện cũng có thể là cắt về làm phôi, và cái gì vẫn tận dụng được, cái gì để được để lại và tiết tấu thêm cái điều còn thiếu. Ok, xin quý vị như vậy nhé. Đây là những cái gì mà Vinh Dưỡng chia sẻ cho anh em trên làng cây. Có thể là với những người làm giỏi rồi, nghệ nhân giỏi rồi thì người ta không cần, và người ta định hình ngay từ cái bố cục ban đầu, và người ta xây dựng trên cái cơ sở dữ liệu mà người ta làm ý định của người ta. Nhưng rất rất nhiều anh em mình là cũng không thể nào biết hết được cái không gian vẽ, mà không cho lên thiết kế thì nó sẽ mình chỉ chỗ này lại mất chỗ bên kia, chỉ chỗ này lại không nhớ chỗ trên này. Thế thì nhiều khi là cái nhìn tổng thể nó cũng có, chính vì nhìn tổng thể cũng có nên mình rất khó làm. Và đặc biệt nữa là nhất là anh em nào mà nhờ người cắt tỉa cây, nhờ người, nếu may mắn là nhờ được một người mà giỏi và nhờ được một người người ta định hình cái ý tưởng của cái tác phẩm rồi thì còn dễ, hoặc là mình chủ nhân. Và có lẽ là rất nhiều người, nếu may mắn ta sẽ nhờ được một người thợ, nếu ta không làm được trực tiếp thì một người thợ đó, nếu người ta định hình sẵn thì người ta làm thì cũng có thể là biết và nhanh hơn. Thế nhưng mà tốt nhất để tránh trường hợp mà nhiều người làm thì người ta sẽ có những cái quan điểm, có cái xây dựng cái demo thiết kế để sau này có thể người này không làm thì người kế tiếp làm, tiếp nối được những cái ý tưởng mà mình đã đặt ra, tránh cái tình trạng là mỗi người làm một ý thì đâm ra cây nó sẽ rất lâu xong thành cây, mà anh em thường hay nói là không cẩn thận thì đéo cày giữa đường là vậy. Chính vì vậy là mình cũng mong rằng mọi người đã biết làm và chưa giỏi và đã có thể nhìn và chưa biết làm thì sẽ sử dụng cái công nghệ này để ta bổ trợ cho quan điểm cũng như cái thống nhất để làm trước khi xây dựng một tác phẩm. Ok, còn những chia sẻ ở đây thì mình cũng rất là muốn chia sẻ với cộng đồng với những tình cảm và những lòng đam mê. Mình cũng nghĩ là ta cho đi, và mình cũng chia sẻ ở đây là những gì mà mình biết mình làm với sự chân tình và lòng đam mê, chứ không có một cái ý nghĩa gì. Hy vọng mọi người xem video này, nếu thấy hay thì mọi người thấy cần ý nghĩa thì tham khảo, còn nếu không hay thì cũng xin quý vị các bạn hãy bỏ qua cho. Minh Dưỡng trên cơ sở nghĩ sao nói vậy và mạo muội vậy thôi, cũng mong rằng chỉ để cho anh em trong làng cây hiểu và tiếp cận, và có những cái cần phải vận dụng. Nếu ta vận dụng tốt thì mình sẽ làm một tác phẩm hoàn thiện hơn, nhanh hơn và có quan điểm rõ ràng hơn. Còn đương nhiên, để làm đẹp một tác phẩm thì cần một thời gian, là cái đầu tiên kiên nhẫn chờ đợi, và cần một cái bàn tay tài hoa cũng như khối óc để ngày một điều chỉnh chỉnh lý của tác phẩm do năm tháng, chứ không tự nhiên nó có được. Hy vọng là mọi người xem video này và chia sẻ cho cộng đồng, nếu những người nào, nhất là những người nào có chưa làm được cây, chỉ có thể biết nhìn cây nhưng chưa làm được cây, và để họ áp dụng
những cái kiến thức này. Và Minh Dưỡng được biết là trên mạng xã hội có rất là nhiều người demo được, đặc biệt là chỗ demo có một cái bạn là tên là bạn Khắc. Bạn ấy cũng rất thành thạo demo, và Minh Dưỡng và bạn ấy cũng đã từng làm nói chuyện và làm việc với nhau trong những cái tạo tác quan điểm, và cùng nhau một số những cái tạo tác, những cái ý tưởng để xây dựng một tác phẩm trên cơ sở căn cứ từ những cái phôi, và trên cơ sở căn cứ những cái kỹ thuật để tạo tác và những cái phần mềm để tạo tác ra những cái tác phẩm thiết kế demo như vậy. Hy vọng mọi người có thể là chia sẻ, và nếu có nhờ thì có lẽ là chỉ cần nhờ mấy bạn, nhất là bạn Khắc demo như vậy, thì có thể là bạn ấy có thể giúp cho quý vị các bạn những cái demo, những cái thiết kế cần thiết. Ok, và có lẽ là demo này mình nghĩ là nếu mà làm thì mỗi một mặt demo thì chỉ có không hết nhiều tiền, các bạn chỉ bỏ ra khoảng 500.000 theo mình được biết, và có thể là hai mặt mình bỏ ra 1 triệu là mình có thể demo được một cái cây của mình, gửi cho bạn ấy những cái hình ảnh video và nói ở trên video những cái mà ý tưởng chi tiết của mình. Dựa trên cơ sở đó, người ta sẽ nên khung và người ta sẽ tạo tác cho ý tưởng để hoàn thiện cái demo. Ok, Minh Dưỡng xin chia sẻ với quý vị các bạn những cái video về hướng dẫn cái cách làm cây demo, cái cách làm những cái cây để làm sao nhanh nhất có thể, và những người mà nhất là những người chưa hiểu chưa biết thì tận dụng những cái phương pháp này để làm những tác phẩm nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ok, Minh Dưỡng xin chia sẻ. Minh Dưỡng có những cái gì chưa nên chưa phải, mong mọi người góp ý ủng hộ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video mới. Ok, xin chào.